Thôn Phệ Tinh không tập 408 và tập 409, Vũ trụ bá chủ đỉnh cao, thiên dương tôn giả chạy trốn. Thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay. Chúc các bạn xem video vui vẻ. La Phong, người thật là can đảm, dùng mình làm mồi thu hút tôn giả ngoại tộc vây công. Sau đó cho vũ trụ bá chủ hiện thân thôi phát trí bảo loại khu vực vây khốn các tôn giả ngoại tộc. Hơn nữa, còn tiến hành đồ lục. Trong đội ngũ 6 đội tôn giả ngoại tộc giữa không trung có một con cự lang đầu bạc lơ lửng giữa không trung Thần thể hắn dài ước 10 km, đang đưa mắt nhìn La Phong đang đứng trên sóng biển kim sắc. Đa tạ Bích Phạt Tôn Giả khen ngợi. La Phong khẽ gật đầu. Bích Phạt Tôn Giả khó đối phó hơn thân chảm Tôn Giả mà lúc trước đánh mình chết. Một là Bích Phạt Tôn Giả xuất thân yêu tộc chính thức, trí bảo nhiều hơn. Thứ hai thần thể Bích Phạt Tôn Giả cũng to hơn nhiều, giết hắn cần mất nhiều thời gian hơn. Giống. Bích Phạt Tôn Giả gầm khẽ một tiếng phẫn nộ. Rốt cuộc là vũ trụ bá chủ nào mà vô sỉ như vậy có thể dễ dàng giết chết thân trảm tôn giả như vậy hẳn không phải là một vũ trụ bá chủ bình thường là tên nào trong tộc nhân loại các ngươi thiên thực cung chủ tổ thụ tôn giả tinh ngục ma chủ ba người các ngươi ai cũng nổi tiếng đều có thanh danh cực lớn ta kính trọng ba vị nhưng lấy la phong làm mồi hấp dẫn để đồ lục ngoại tộc chúng ta thủ đoạn này quả là quá đáng bích phạt tôn giả cất tiếng vang vọng cả thiên địa vang vọng bên tai la phong điều này không khỏi làm la phong phải cười lớn thiên thực cung chủ tổ thụ tôn giả tinh ngục ma chủ thú vị tộc nhân loại có khá nhiều vũ trụ bá chủ nhưng vì nhân loại trời sinh là sinh mạng bình thường do đó đại đa số vũ trụ bá chủ đều ở trình độ bình thường chỉ tương tự như bích phạt tôn giả kỳ huyết cung chủ thôi ba người tổ thụ tôn giả tinh ngục ma chủ thiên thực cung chủ đều có kỳ ngộ rất đặc thù đều có phần thân rất mạnh trở thành một đại vũ trụ bá chủ dưới tình huống bình thường trong một thế lực thì số lượng vũ trụ bá chủ đỉnh cao và vũ trụ chi chủ tương đương nhau, tộc nhân loại có hơn 10 vị vũ trụ chi chủ, nhưng lại vẻn vẹn chỉ có 3 vị vũ trụ bá chủ đỉnh cao, chính là vì cơ sở bản thân nhân loại kém. Như tổ thần giáo tập kết vô số sinh mạng đặc thù, ngược lại có nhiều vũ trụ bá chủ đỉnh cao nhất. Như Bắc Cương Liên Minh có số lượng tộc quần rất nhiều, nên vũ trụ bá chủ đỉnh cao cũng không ít. Sáu đội tôn giả ngoại tộc giữa không trung đều lặng lặng thảo luận với nhau, hơi tức giận bất bình. Rất quá đáng rõ là làm giảm thân phận tộc nhân loại chính là tộc quần đỉnh cao ba người kia bất luận là ai mà giấu mình trong những thế giới của la phong đều thật sự quá vô sỉ thanh danh của họ đã rất lớn nếu thấy họ những tôn giả khác sớm đã né tránh rồi căn bản không dám quấy dày nhưng không ngờ họ lại dám chơi chiêu này sáu đội tôn giả ngoại tộc mặc dù phẫn nộ nhưng cũng chỉ dám đứng rất xa một khi thấy tình thế không ổn là có thể lập tức chạy thoát tổ thụ tôn giả tinh ngục ma chủ bích phạt tôn giả còn cự lang bạc tiếp tục cao giọng hô thiên thực cung chủ tựa hồ hắn muốn kích cho người đó ra ngoài nhằm biết được rốt cuộc đó là ai bích phạt tôn giả không ai ở đây đâu la phong đạp lên lớp sóng kim sắc cười khẽ nói có một mình ta thôi hừ chỉ một mình ngươi cự lang màu bạc cười khẩy một tiếng mười lăm tôn giả ngoại tộc kia cũng lắc đầu họ mỗi người đều nghe thấy những tiếng gào như dị thú rất thê lương Hiển nhiên nói về một vũ trụ bá chủ đỉnh cao dùng hình thái dị thú mà chiến đấu. Rốt cuộc là vũ trụ bá chủ nào, hiện thân ra đi." Cự lang màu bạc lại hô. "Rào rào rào." Sóng biển kim sắc trong nháy mắt đã biến mất, chỉ thấy La Phong giáp bạc cánh bạc, vác một thanh chiến đao, cười ha ha nói. "Bích phạt tôn giả ta nói rồi, chỉ một mình ta." "Hừ, bất luận là ai trong số ba vị, ai nấy đều có uy danh rất lớn, hừ hừ." làm loại việc như thế này đúng không hổ là nhân loại gian xảo bích phạt tôn giả cười chế giễu bích phạt tôn giả người muốn chết sao la phong đột nhiên trượt quát veo rồi trực tiếp hóa thành một luồng lưu quang màu bạc lao về phía bích phạt tôn giả bích phạt tôn giả sợ tới mức gầm khẽ một tiếng quay đầu rồi lập tức ra tốc bay trốn hắn hiểu rõ cần phải bảo trì khoảng cách xa với nhân loại la phong nếu không la phong có thể trong nháy mắt phóng thích ra trí bảo loại khu vực đến lúc đó mình lọt vào khu vực sẽ rất nguy hiểm, mà thực lực hắn cũng chỉ tiếp cận trọng trảm tôn giả thôi. Đi mau. Đi. Bích phạt tôn giả quay đầu bỏ chạy, những tôn giả ngoại tộc khác tự nhiên cũng tứ tán, nhanh chóng bay đi. La Phong đuổi theo một chút rồi dừng lại, lơ lửng giữa không trung nhìn quanh đám ba tôn giả ngoại tộc chạy trốn, nhẹ giọng cười nói. Vốn định tới gần nói chuyện với chư vị, nhưng khoảng cách xa quá, nói chuyện cũng rất phiền phức, chư vị đã không hứng thú như vậy, ta đây xin đi. Vèo Hắn đã hóa thành một luồng ánh sáng màu bạc xé gió rời đi Không còn bất kỳ ngoại tộc nào đuổi theo Hừ Bích phạt tôn giả đứng đằng xa Nghiêng đầu nhìn về phía lưu quang Gầm khẽ Đi vào một vũ trụ bá chủ đỉnh cao đi theo mới dám kiêu ngạo như vậy Nếu một mình hắn Thì ở nguyên thủy tinh hắn đã sớm bị đánh chết đoạt bảo rồi La phong đồ lục 13 tôn giả ngoại tộc kỳ thật khiến cho phong ba không nhỏ Dù sao tại nguyên thủy tinh Cho dù có một trí bảo bình thường xuất thế bình thường cũng chỉ chết một hai vị vũ trụ tôn giả e rằng trí bảo cao cấp thậm chí trí bảo cực đình xuất thế mới xuất hiện cảnh siêu cường giả chết với đại quy mô thứ hoàn liên minh một cung điện sừng sững trong hư không bái kiến vũ trụ chi chủ cơ kỳ tôn giả cung kính đứng dưới điện cơ kỳ trên đại điện thanh âm lạnh lùng truyền đến ngươi nói là 13 vũ trụ tôn giả bị đánh chết tại chỗ à đúng cơ kỳ tôn giả cung kính nói ba vũ trụ, kể cả thú hoàn liên minh ta, liên minh chủng tộc, yêu tộc liên minh của Bắc Cương liên minh, trong đó có một vũ trụ bá chủ trọng trảm tôn giả đến từ liên minh chủng tộc, trong 13 vị người này chỉ có ta là có thiên phú phân thân, sau đó chỉ có ta có thể lập tức bẩm lại, che rằng những nơi khác không rõ về việc này lắm. Cơ kỳ tôn giả cũng bị đánh chết. Ai động thủ? Tinh ngục ma chủ, thiên thực cung chủ, tổ thụ tôn giả. Thanh âm lạnh lùng vang lên trên đại điện. Bẩm vũ trụ chi chủ, người động thủ chính là một con dị thú màu đen rất đáng sợ hẳn là một cường giả tu luyện theo con đường kim chi thần thú cơ kỳ tôn giả cung kính nói hơn nữa dị thú này đạt trình độ cực cao trên con đường kim chi thần thú cảm giác hẳn cực kỳ tiếp cận với thần thú rồi ta trong nháy mắt đã bị nó đánh chết đạo thần thú chẳng lẽ là tinh ngục ma chủ nhưng tinh ngục ma chủ tuyệt nhiên không phải đi theo đạo kim chi thần thú thanh ngâm lạnh lùng nghi hoặc ta có thể khẳng định con dị thú đen đó có công kích huyền diệu không lường được ít nhất về cảnh giới đã vượt xa ta cơ kỳ tôn giả cung kính đáp người cho rằng dị thú màu đen có thể giết chết trọng trảm tôn giả thanh âm lạnh lùng hỏi có thể tuyệt đối có thể cơ kỳ tôn giả gật đầu cho dù trọng trảm tôn giả muốn giết ta cũng không thể đánh ta tới mức không hề có sức phản kháng nhưng trước mặt con dị thú màu đen đó ta thật sự không hề có sức phản kháng một chiêu đã chết hơn nữa ta cảm giác thấy con dị thú đó thậm chí chưa từng đem hết toàn lực nếu hắn đối phó với trọng trảm tôn giả hẳn có thể giết chết chứ lạ thật tộc nhân loại làm sao mà có một tôn giả dị thú như vậy chứ thanh ngâm lạnh lùng nghi hoặc chỉ thấy thân ảnh trên đại điện từ từ đi xuống đây là một nữ vũ trụ chi chủ mặc khải giáp tím sẫm trên đầu có sừng nhọn mạnh mẽ như trường châm cộng tới mấy trăm mũi nhọn gương mặt mụ rất yêu dị nhưng toàn thân lại tự nhiên tản ra những hàn khí lạnh giá làm cơ kỳ tôn giả cảm thấy sợ hãi. Vũ trụ chi chủ này chính là người quản mọi việc hành chính trong thứ hoàn liên minh, tên là thứ tâm chi chủ, địa vị tương đương với hỗn độn thành chủ tại Hồng Minh. Việc lạ, thứ tâm chi chủ lầm bẩm. Theo ngươi thì không phải là ai trong số ba người đó, chẳng lẽ là bản thân La Phong tu luyện kim chi thần thú? Cũng không đúng, thực lực La Phong còn rất yếu, cho dù La Phong trở thành vũ trụ tôn giả, nhưng về mặt cảm ngộ quy luật vẫn rất thấp, phòng trừng đạo thần thú ở tầng 4, hoặc tầng 5. Cảm ngộ quy luật thấp như vậy, đến cả bí pháp cực đỉnh vũ trụ bá chủ cũng không thể sáng tạo ra, không đến mức đến cả người cũng cảm thấy thâm sâu khôn lường. Cơ kỳ tôn giả gật đầu lia lịa. Tuyệt đối không phải là La Phong, bất luận hắn có trở thành vũ trụ tôn giả hay không, cũng không thể có cảm ngộ quy luật tới cảnh giới như vậy. Ừm, từ kinh đào cũng không nói là hắn nhận truyền thừa đạo thần thú. Thứ tâm chi chủ nhíu mày. Chẳng lẽ, hỗn độn thành chủ vì muốn bảo vệ đệ tử, mà an bài một siêu cường giả, tộc nhân loại còn có ẩn giấu một siêu cường giả khác cơ kỳ tôn giả lẩm bẩm thứ tâm chi chủ liếc mắt nhìn hắn không tộc nhân loại tuy vẻn vẹn chỉ có ba vị vũ trụ bá chủ đỉnh cao nhưng hồng minh lại không ít cơ kỳ tôn giả bừng tỉnh đúng vậy hồng minh là liên minh nhiều tộc quần lấy hạch tâm là tộc nhân loại vẫn có rất nhiều cường giả ngoại tộc vũ trụ chi chủ vũ trụ bá chủ đỉnh cao lại dùng chiêu này mà tiến hành đồ lục cứ để như vậy sao Cơ kỳ tôn giả không kìm được nói. Vũ trụ bá chủ đỉnh cao đã rất tiếp cận với vũ trụ chi chủ rồi, đối phó với chúng ta chính là đồ lục. Quản như thế nào? Thứ tâm chi chủ nhẹ giọng cười. Không là chúng đồ lục các ngươi, là do các ngươi vì tham la mà vây công, sau đó bị đồ lục sạch. Nếu là một vị vũ trụ chi chủ hoặc một vũ trụ bá chủ đỉnh cao cố ý đồ lục một đám cường giả, việc này sẽ khiến cho mọi người công phẫn. Nhưng nếu các ngươi chủ động trêu vào, thì chẳng nói gì được tin tức truyền bá cực nhanh nhưng các thế lực lớn chẳng ai xem nó là việc trọng yếu họ xem ra chính là một đám tôn giả ngoại tộc vì tham lam mà tự chui đầu vào lưới bị giết cũng đáng hơn nữa ngoại trừ thứ hoàn liên minh những nơi khác thậm chí cũng không rõ ràng lắm là vũ trụ bá chủ đỉnh cao kia rốt cuộc có hình dạng gì thủ đoạn tu luyện như thế nào dù sao muốn cứu sống vũ trụ tôn giả cao cấp cũng phải từ từ chờ đến lượt phân chia cho từng vũ trụ chi chủ sau đó đợi vũ trụ chi chủ có thời gian mới ra tay vũ trụ giả định trong hồng minh điện trung tâm quyền lực cao nhất hồng minh thành ha 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 thú vị rất thú vị muốn săn giết la phong kia nhưng cuối cùng lại bị giết toàn bộ ai cũng biết mà chẳng dám nói gì hỗn độn thành chủ nhất định là ngươi an bài không có ngươi an bài một vũ trụ bá chủ đỉnh cao cỡ đó sao lại cam tâm ở trong những thế giới của la phong ngươi nói xem khi la phong tiến vào nguyên thủy tinh thì trong những thế giới của hắn rốt cuộc giấu vũ trụ bá chủ nào đây chúng ta nghĩ tới nghĩ lui cũng không xác định được rốt cuộc là ai sáu vị điện chủ ngồi trên vương tọa cùng cười nói chuyện với nhau hỗn độn thành chủ nghe xong cũng chỉ mỉm cười kỳ thật hắn cũng khó chịu hắn cũng không biết chẳng lẽ la phong kết bạn với một vũ trụ bá chủ đỉnh cao hỗn độn thành chủ thầm nghĩ giữa không trung trên một tinh cầu nguyên thủy tinh khác một dòng sông vàng mênh mông cuồn cuộn lơ lửng chín con dị thú ngao du gầm gửi trong dòng sông là trí bảo loại khu vực lực cản mạnh thật không ngờ la phong lại còn có trí bảo bực này siêu thiên tài của tộc quần đỉnh cao quả là có rất nhiều chỗ tốt thực lực kém như vậy mà đã có trí bảo loại khu vực rồi chúng ta lần này xem ra không có cách nào đánh chết được tên nhân loại la phong đó đâu đi chúng ta đi ba gã vũ trụ tôn giả của bắc cương liên minh dùng thần lực truyền âm với nhau kiệt lực phá vỡ những tầng nước cản trở bay ra ngoài nhưng tốc độ phi hành của họ rất chậm điều này làm ba vũ trụ tôn giả mắng thầm một nhân vật thiên tài vẻn vẹn chỉ là cấp bất hủ tuy nói từng giết chết vệ kính vương nhưng cũng chỉ là chiến lược vũ trụ tôn giả trung cấp lại có thể có được trí bảo loại khu vực hơn nữa là loại trí bảo loại xác nhận linh hồn tốt hơn rất nhiều so với các trí bảo của vũ trụ bá chủ nếu không phải trí bảo loại khu vực hắn nhất định trốn không thoát xem như hắn gặp may đột nhiên dòng sông vàng rực mênh mông cuồn cuộn phía trước có một dị thú màu đen như ẩn nhi hiện đột nhiên xuất hiện cặp mắt màu vàng sậm lạnh xá đầy sát ý nhất thời làm vũ trụ tôn giả bay đầu tiên giật mình vội truyền âm vội vòng hô cẩn thận giống con dị thú màu đen trong nháy mắt hóa thành một luồng kim quang theo một tiếng gầm như từ thời viễn cổ vang lên dùng tốc độ khó tin đánh thẳng vào lân giáp trước ngực của tên vũ trụ tôn giả bay đầu tiên ầm ầm trọng bảo cao cấp trên người tên vũ trụ tôn giả đó trong nháy mắt đã bị nát bấy thân thể lập tức bị tiêu diệt thế đánh của con dị thú màu đen vẫn không giảm tiếp tục gia tốc đánh vào vũ trụ tôn giả thứ hai như một chiếc xe lu nghiền nát từng con sói một sói mặc dù cũng rất hung tàn nhưng khi bị xe lu nghiền nát nhất định cũng hóa thành thịt vụn là cạm bẫy là cạm bẫy vũ trụ tôn giả duy nhất còn sống hoảng sợ trừng mắt ba con mắt màu xanh biếc đôi môi tím phát ra tiếng gầm bằng thần lực vô cùng hoảng sợ và phẫn nộ nhân loại la phong là mồi là mồi dao một đao quang kim sắc lạnh giá từ phía sau bổ thẳng tới tên vũ trụ tôn giả thứ ba lúc này còn đang liều mạng muốn ngăn cản dị thú màu đen lại đột nhiên cảm thấy thần thể rung lên sau đó không biết gì nữa. Bây giờ mới biết, được là cạm bẫy thì đã muộn, La Phong giáp bạc cánh bạc, cầm trảm nguyệt đao bước lên, nhìn một vài trọng bảo binh khí, nhận thế giới trôi chung quanh, phất tay thu lấy tất cả, sau đó đút trảm nguyệt đao vào vò. Kim giác cự thú cũng trong nháy mắt biến mất vào nhẫn thế giới. Đây là do tin tức không linh thông. Thế lực các nơi trong vũ trụ lại không có vũ trụ giả định, không thể làm được việc truyền tin tức tức thời. La Phong nhẹ giọng nói, đặc biệt như Bắc Cương Liên Minh, cử vực Liên Minh, là những siêu thế lực có rất nhiều tộc quần, đặc biệt là Bắc Cương Liên Minh, số tộc quần là nhiều vô cùng. Ta giết tôn giả ngoại tộc gần như một phần ba là của họ rồi. Lang bạt trên nguyên thủy tinh mới cảm giác được Bắc Cương Liên Minh người đông thế mạnh. Năm đó trên quảng trường Lộ Thiên ở Tử Kinh Đảo, những người nhận thần thú truyền thừa từ Hồng Minh bình thường cũng chỉ trên một ngàn mà thôi. Nhưng Bắc Cương Liên Minh có tới vài chục vạn, xét về tỷ lệ, cũng có thể nhìn ra tỷ lệ số lượng cường giả. Một bộ phận vũ trụ tôn giả đã biết, cả phải ta phải lui ra xa cũng còn có vài vũ trụ tôn giả còn chưa biết tin tức. La Phong động tâm ý, sóng nước kim sắc vô tận trượt biến mất, rồi sau đó hóa thành lưu quang màu bạc bay ra xa. Cuộc chiến đấu giữa không trung lúc trước chẳng còn dấu vết gì, mấy mảnh trọng bảo vỡ đã bị La Phong mang đi hết. Vũ trụ giả định, hồng minh thành, ba rượu ngoài trời. Dùng ý thức của U Hải vô tận nối vào mạng vũ trụ giả định, La Phong bình thường cứ 10 bữa nửa tháng lại đến đây một lần. Hắn vẫn luôn lặng lẽ chờ đợi tin tức về thiên dương tôn giả. Chỉ là 10 tinh cầu nguyên thủy tinh thật sự quá lớn, thiên dương tôn giả lại là vũ trụ bá chủ chỉ hành động một mình. Một khi hắn ẩn mình ở một nơi nào đó, thì không biết chừng sẽ ẩn nấp trăm năm hoặc cả ngàn năm. Muốn tra được vị trí, đích xác cần thời gian và vận khí. La Phong Đao Hà Đi tới ba rượu ngoài trời, có rất nhiều vũ trụ tôn giả nhiệt tình chào hỏi, thậm chí đến cả vài vũ trụ bá chủ thỉnh thoảng mới hiện thân cũng rất khách khí với La Phong dù sao la phong sau khi tiến vào nguyên thủy tinh mới chưa tới một năm mà có được chiến tích thật sự hãi nhân những thế lực khác truyền tin tức chậm nhưng cường giả hồng minh lại truyền tin rất nhanh gần một năm số tôn giả ngoại tộc vũ trụ bá chủ chết vì la phong không phải là số lẻ tuy nói họ đều cho rằng là do một vị vũ trụ bá chủ đỉnh cao giấu mình trong những thế giới của la phong nhưng vũ trụ bá chủ đỉnh cao đó nếu cam tâm ở trong những thế giới của la phong cũng chứng minh được thân phận và địa vị của la phong có thể kết giao với một vũ trụ bá chủ đỉnh cao cỡ đó, tự nhiên cường giả nào cũng muốn kết bạn. Bạn đang xem thôn vệ tinh không được thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay, truy cập kênh youtube chuyện hay để cập nhật những video mới nhất. Đến cả vũ trụ chi chủ, đều rất coi trọng vũ trụ bá chủ đỉnh cao. Bởi vì, chiến lược của vũ trụ bá chủ đỉnh cao rất tiếp cận với vũ trụ chi chủ, hơn nữa, họ mà chết thì vẫn có thể làm sống lại, còn vũ trụ chi chủ đã chết là vĩnh viễn không thể sống lại do đó vũ trụ bá chủ đỉnh cao có địa vị rất đặc thù. La Phong Một thanh âm quen thuộc truyền đến. La Phong quay đầu nhìn lại, xa xa đang có hai cường giả ngồi trong góc, mà chung quanh góc đó lại không có cường giả khác. Quý nhất tôn giả, bất tử tôn giả. La Phong chào, hắn xem như cũng hiểu vì sao chung quanh không có cường giả khác, vì hai người này địa vị đều bất phàm. Quý nhất tôn giả là đệ tử mà hỗn độn thành chủ cực kỳ trọng thị, bất tử tôn giả là đệ tử của người sáng lập cự phủ, cũng không giống bình thường. La Phong mỉm cười đi qua. Quý nhất tôn giả trước giờ vẫn mặc chiến bào đỏ như lửa, đi chân trần, đầu chọc, vừa thấy hắn là người ta tự nhiên cảm thấy trong lòng rất bình thản. Nhưng La Phong tu luyện một ức tám ngàn vạn năm, ý chí mạnh hơn năm đó một bậc, hoàn toàn xem như cánh cửa của vũ trụ chi chủ rồi, nên không bị ảnh hưởng chút nào. La Phong từng gặp bất tử tôn giả một lần, đó là lần thông qua vũ trụ giả định, bất tử tôn giả cũng giống như lần trước, mặc chiến khải do mấy vạn sợi dây cột lại rất kỳ dị mặt được một vài sợi dây che kín chỉ lộ ra đôi mắt xanh lè vô cùng tà dị năm đó la phong thực lực còn rất yếu đã từng chịu thiệt dưới ánh mắt đó một lần trong mắt la phong năm đó bất tử tôn giả quy nhất tôn giả đều là những vũ trụ bá chủ thuộc loại cao không thể với tới nhưng bây giờ la phong đã hiểu rõ kỹ năng của hai người này quy nhất tôn giả có trình độ vũ trụ bá chủ bình thường chỉ là có trí bảo tốt sở trường cảo thuật lẫn cận chiến Bất tử tôn giả rất nổi tiếng, sức chiến đấu chính thức của hắn cũng chỉ ở trình độ vũ trụ bá chủ bình thường, nhưng năng lực sinh tồn lại mạnh tới quỷ dị, đến nay vẫn không ai có thể giết chết được hắn, nên được đặt cái tên bất tử. "Sư huynh." La Phong đi qua, cười nói. "Bất tử tôn giả." "Ngồi đi." Quỷ nhất tôn giả cười nói. "Trưởng thành rất nhanh há, năm đó còn rất yếu, còn cách bất hủ rất xa xôi, một ánh mắt của ta đã làm hắn bị ảnh hưởng rồi." nhưng lúc đó hắn vẫn có thể thoát khỏi ánh mắt của ta mà không bị ảnh hưởng. Bây giờ xem ra, quả thật rất bất phàm. Nghe nói, có mấy chục vũ trụ tôn giả cũng vì ngươi mà ngã xuống. Ha ha, lợi hại quá. Thanh âm bất tử tôn giả the thế quái dị, nhưng La Phong đã từng nói chuyện với hắn từ trước, nên cũng biết bất tử tôn giả vốn là như thế. La Phong, ta và bất tử tôn giả đều tò mò, rốt cuộc có bao nhiêu tôn giả, bá chủ ngoại tộc đã chết dưới tay bằng hữu vũ trụ bá chủ đỉnh cao của ngươi vậy. Quý nhất tôn giả cười nói. Không ít. La Phong cười nói. Vũ trụ tôn giả cộng 82 vị, vũ trụ bá chủ 5 vị. 5 vị vũ trụ bá chủ. Trên mặt quý nhất tôn giả, bất tử tôn giả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai người cũng chỉ cỡ trình độ đó. Đương nhiên hai người bọn họ bối cảnh và chỗ dựa vững chắc. Chí bảo cũng mạnh, năng lực sống mạnh hơn nhiều những người kia nhiều. Nhưng cho dù là như thế, thì họ vẫn cảm thấy khó tin. Chủ yếu là khi bắt đầu, đám ngoại tộc ấy thấy ta là nổi lòng tham nên bu lại vây sát ta cuối cùng bị giết đặc biệt là nửa tháng vừa mới bắt đầu đám ngoại tộc cũng chết không ít nhưng sau này khi tin tức được truyền bá càng ngày càng nhiều ngoại tộc biết việc này thấy ta là lập tức tránh xa thỉnh thoảng mới có thể gặp đám ngoại tộc thông thạo thông tin ba tháng gần đây mới gặp phải một đám gia hỏa như vậy thôi la phong nói sự thật cũng là như thế tin tức càng truyền càng nhanh càng truyền càng rộng liên tiếp một vài vũ trụ tôn giả có danh tiếng chết đi hoàn toàn làm uy danh La Phong nổi lên. Đến cả vũ trụ bá chủ ngoại tộc mà thấy La Phong cũng đi vòng, căn bản không dám đến gần. Bằng hữu của người lốt cuộc là ai? Quý nhất tôn giả không kìm được nói. Có thể nói được không? Hắn tên La Phong. La Phong mỉm cười nói. Đừng có giỡn. Quý nhất tôn giả cười nói. Không nói thì không cần phải nói. La Phong thầm than. Thật sự không ai tin. Trước giờ vẫn không có một cường giả nào tin rằng việc này do mình làm cũng khó trách trong mắt những cường giả này cho dù mình đột phá tới vũ trụ tôn giả nhưng việc cảm ngộ quy luật cũng không thể cấp tốc được từ đạo thần thú tầng thứ tư tu luyện tới tầng thứ bảy nếu cần một đức năm cũng là việc rất bình thường bây giờ ngắn ngủn chỉ gần hai vạn năm trong mắt những cường giả ấy xét về cấp độ bí pháp của mình khẳng định vẫn rất thấp cho dù thần thể mạnh hơn một chút cũng không bằng đám vũ trụ bá chủ nghịch thiên như thế giới thụ từ vũ tôn giả thiên thực cung chủ nếu người thật sự muốn biết một cái tên thì đó là kim phong tôn giả la phong nói kim phong tôn giả quy nhất tôn giả bất tử tôn giả nhìn nhau đều cảm thấy nghi hoặc ai chưa từng nghe qua lừa chúng ta à bất tử tôn giả đưa cặp mắt xanh lè nhìn hắn vẻ hoài nghi không lừa các ngươi tương lai sẽ biết la phong cười nói là ngoại tộc quy nhất tôn giả nghi hoặc hỏi xem như ngoại tộc đi la phong gật đầu ngay lúc này đôi mắt la phong chợt chú ý tới có một bóng người xa xa đang không ngừng nhìn mình nhìn kỹ lại thấy chính là nữ trụ tôn giả nữ trụ tôn giả thấy la phong nhìn qua vội đưa mắt ra hiệu sư huynh bất tử tôn giả ta đi gặp bằng hữu la phong đứng dậy cười nói rồi lập tức đi về phía nữ trụ tôn giả nữ trụ tôn giả cũng ra đón hắn rất nhanh hai người vừa gặp nhau hắn vội thì thào ngăn che chung quanh đao hà đã phát hiện ra thiên dương tôn giả rồi thiên dương tôn giả như một thùng nước lạnh đổ lên đầu, La Phong hơi giật mình, rồi mắt nhất thời sáng lên. Ở đâu? La Phong cố nén kích động, vội truy vấn, nữ trụ tôn giả lúc này đưa tên tinh cầu nguyên thủy tinh và tọa độ cho La Phong. Cảm ơn. La Phong cảm kích nói. Việc nhỏ. Nữ trụ tôn giả tò mò nói. Ngươi quan tâm tới thiên dương tôn giả đó như vậy làm gì? Có cửu oán à? Hắn là vũ trụ bá chủ. Bằng hữu nhờ. La Phong nói. À, nữ trụ tôn giả giật mình gật gật đầu trên bầu trời nguyên thủy tinh la phong vốn hóa thành lưu quang màu bạc đang bay về phía một phương hướng đột nhiên đảo qua một đường vòng cung bay về phía một hướng khác trên cánh đồng hoang vu đợi nhiều năm như vậy ta phải đi tìm khối kim loại đen thứ tư để đề cao thực lực cũng là vì ngày này la phong giáp bạc cánh bạc trong mắt đầy vẻ chờ mong hắn không quên được sự kêu gọi rất mãnh liệt của thí ngô vũ dực hắn tin rằng một khi thí ngô vũ dực và cặp cánh đen kết hợp chắc chắn sẽ phát sinh biến hóa về chất phải biết là càng là trí bảo cường đại thì càng khó cầu. Gần một năm qua, tuy giết 82 vũ trụ tôn giả cao cấp, năm vũ trụ bá chủ, nhưng 82 vũ trụ tôn giả cao cấp đó cộng lại tổng cộng mới được có 6 trí bảo bình thường. Năm vũ trụ chi chủ cộng lại tổng cộng có được 18 trí bảo bình thường, bốn trí bảo cao cấp bộ trí bảo bình thường cũng tính là một trí bảo cao cấp, cho dù trong những thế giới họ có một vài trọng bảo, nhưng tính toán tất cả giá trị cũng chỉ cỡ 60 đến 70 điểm trí bảo không thể đổi lấy một trí bảo cao cấp. Còn trí bảo cao cấp là thứ làm cho cả vũ trụ chi chủ cũng phải trọng thị. Trong điều kiện bình thường, cho dù là binh khí trí bảo cao cấp, thì bình thường cũng chỉ được phân phối cho các vũ trụ chi chủ. Về phần trí bảo đỉnh cao, loại như kiếp giáp, thì xem như khả ngộ bất khả cầu, đến cả diễm đế muốn tìm được cũng cực khó. Ta giết năm vũ trụ bá chủ, tuy nói đều là vì chúng tham lam vây công ta, nhưng bây giờ tin tức càng truyền càng rộng, rất khó gặp được đám vũ trụ bá chủ không linh thông tin tức như vậy nữa. La Phong thầm nói, ta đã xem như loại rất giàu có trong số vũ trụ bá chủ rồi, nhưng trí bảo cao cấp thì vẫn còn xa xôi. Chỉ khi nào tìm được cái cánh kia, rồi dung hợp lại, La Phong càng thêm chờ mong. E rằng lần này thu hoạch sẽ vượt qua mức gần một năm giết chóc. Vèo La Phong nhanh chóng lao về phía vòng xoáy thông đạo đi thông tới nguyên thủy tinh số hiệu 02881. Nguyên thủy tinh số hiệu 02881. Vừa rồi tựa hồ là có một vũ trụ tôn giả hồng minh, ta đã bị chúng phát hiện ra rồi, nam tử đầu trọc, cường giả tộc cơ giới tám tay, Thiên Dương tôn giả chợt xuất hiện trong đám cỏ dại, là tộc cơ giới, nên thân thể hắn cũng có vũ khí khoa học kỹ thuật đặc tính nhất định, tỉ như đầu hắn hoàn toàn có thể thấy được các phương hướng. Tính cảnh giác cực cao. Bây giờ hành tung của ta là không thể tiết lộ, để ngừa vạn nhất, nên mau mau ly khai nơi này, đôi mắt Thiên Dương tôn giả lóe lên những ánh sáng lạnh, hắn vỗ mạnh hai cánh màu đen sau lưng nhanh chóng xé gió lướt đi không trung hôn ám một con kim giác cự thú đang lơ lửng trên không nhìn quanh bốn phía chính là ở đây dựa theo tin của nữ trụ tôn giả chính là vùng này kim giác la phong nhìn lướt xuống phía dưới vì hiện bản tôn người địa cầu danh khí quá lớn cho dù vũ trụ bá chủ thấy hắn bình thường cũng đi vòng quanh để tránh cho việc thiên dương tôn giả sợ hãi chạy trốn do đó la phong dùng hình thái phân thân kim giác cự thú tới đây hơn nữa phân thân kim giác cự thú cũng không sử dụng thí ngô vũ dực như vậy thiên dương tôn giả cũng sẽ không phát hiện không có không có ở đây kim giác là phong khẽ nghi hoặc cẩn thận quan sát đám cỏ dại đám cỏ dại đều rất cao khi một cường giả ẩn mình bên trong nếu không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra ầm ầm sóng biển kim sắc vô tận trong nháy mắt tràn ngập bao phủ vùng đất này thẩm thấu tiến vào từng tấc trong đám cỏ dại trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bán kính 3.000 vạn km trong phạm vi này tuyệt đối không có một cường giả nào có thể thoát khỏi sự quan sát của trí bảo loại khu vực không có cường giả kim giác la phong càng thêm nghi hoặc ta từ đó tới đây tuy nói trên đường phi hành cũng mất không ít thời gian nhưng cũng chỉ hơn hai ngày mà thôi còn các vũ trụ tôn giả ẩn nấp ở nguyên thủy tinh mỗi lần chờ đợi thời cơ một lần đợi cũng phải một năm rưỡi là việc rất bình thường sao lại không gặp hắn kim giác la phong nhìn quanh bốn phía trong thiên địa mênh mông rất yên lặng căn bản không thể xác định được thiên dương tôn giả ở đâu Thí ngô vũ rực ẩn nấp trong nhẫn thế giới lại bắt đầu dục dịch hiển nhiên cảm ứng được vị trí rồi kệ kim giác la phong gầm khẽ một tiếng sóng biển kim sắc vô tận trong nháy mắt biến mất đồng thời trí bảo thí ngô vũ rực từ trong nhẫn thế giới xuất hiện dung nhập vào trên cánh lân giáp còn thú thần giáp lại phối hợp với thí ngô vũ rực phải biết là thú thần giáp tuy là một bộ đồ nhưng trong thiết trí của nó lúc trước vốn không có cánh nhưng đem những mảnh lân giáp trí bảo dung nhập vào lân giáp cánh cũng đạt tới hiệu quả phòng ngự cực cao nhưng về mặt phi hành thì không bằng thí ngô vũ rực bây giờ hai thứ phối hợp hiệu quả tự nhiên rất tốt ong ong oanh lực triệu hoán mãnh liệt từ một phương hướng chuyển lại thí ngô vũ rực rung động như muốn thoát ly bay ra ngoài ở đằng kia kim giác la phong nhìn về phía bên trái lực triệu hoán mãnh liệt giống y như năm đó hiển nhiên là cặp cánh đen của thiên dương tôn giả gây nên lần này ta sẽ không cho người chạy thoát đâu kim giác la phong nhanh chóng vỗ hai cánh tốc độ bắt đầu tăng vọt, rồi tiếp tục không ngừng tăng lên, một hơi kéo lên tới tốc độ cận ánh sáng, sau đó tự bay thẳng về phía phương hướng đó. Cách La Phong đại khái, vài ức km, trong một khu ao đầm, da của thiên dương tôn giả hoàn hoàn toàn biến thành màu nước đục, nằm trong ao, nước ngập cả người hắn, nếu không dựa vào thần lực, khu vực để dò xét, chỉ dựa vào mắt thường thì căn bản không phát hiện ra được. Ong ong oanh, lưu quang trên đôi cánh của thiên dương tôn giả cũng rung động, lực triệu hoán mãnh liệt làm lưu quang trên cánh hắn không thể bình thường được hả sao một cái đầu chọc kim loại từ giữa ao nước nhô ra ánh mắt lạnh giá nhìn về phía xa là nó con kim giác cự thú đó ngươi vừa đến tinh cầu nguyên thủy tinh là ta đã cảm ứng được rồi nhưng không ngờ ngươi còn bay về phía ta trong mắt thiên dương tôn giả đề hàn quang hắn đương nhiên không quên được lần tao ngộ gần hai vạn năm trước trên người con kim giác cự thú có một đôi cánh trí bảo cực kỳ trọng yếu đối với hắn trận chiến ấy kim giác cự thú thực lực rõ ràng tương đối kém nhưng nó lại ý vào trí bảo khải giáp cường đại và thần thể khổng lồ ngược lại làm hắn rất bất lợi sa hỏa ghê tởm lại tới làm phiền ta sao thiên dương tôn giả nghiến răng, thực lực rõ ràng không bằng ta chỉ là vì hắn có ít nhất trí bảo khải giáp cao cấp thần thể lại to chiến đấu với hắn thần thể ta dù tiêu hao hết thì hắn cũng chưa tiêu hao bao nhiêu cả ghê tởm nếu không phải thần thể ngươi to ta nhất định đánh với ngươi một trận thiên dương tôn giả nghiến răng ầm lập tức hóa thành lưu quang bay thẳng về phương hướng khác kim giác cự thú có thể thoáng cảm giác được vị trí chuyển đến lời triệu hoán nhưng khi mình càng phi hành về phía đó thì lại thấy vị trí chuyển đến lời triệu hoán cũng di động hơn nữa không ngừng bay ra xa hắn đang lẩn trốn kim giác la phong kinh ngạc tại sao phải chạy trốn lần trước giao chiến thiên dương tôn giả đã chiếm thượng phong mà la phong ỉ vào thần thể to nên cuối cùng chiếm một chút ưu thế thôi quyền khống chế cuộc chiến đấu vẫn nằm trong tay thiên dương tôn giả hẳn là không đến mức cảm ứng được mình là sợ tới mức phải chạy trốn chứ người chạy trốn thì ta truy nhìn người có thể chạy trốn tới khi nào la phong vẫn bảo trì tốc độ nhanh nhất để đuổi theo một cường giả tộc cơ giới đầu chọc tám tay một kim giác cự thú một trước một sau khoảng cách giữa hai người là cỡ vài ức km nhưng mặc cho kia thiên dương tôn giả phi hành như thế nào kim giác cự thú vẫn có thể rõ ràng cảm ứng được vị trí của hắn làm hắn trốn không thoát được ghê tởm. Tại sao luôn luôn đuổi theo? Chẳng lẽ hắn nghĩ rằng đuổi theo ta là có thể đánh với ta sao? Ngoại trừ vũ trụ chi chủ, cho dù vũ trụ bá chủ đỉnh cao cũng không nhất định có thể giết được ta, nếu như không phải là bây giờ thì ta nhất định đã giáo huấn ngươi một trận. Thiên Dương Tôn giả bị đuổi theo nổi trận lôi đình. Nhưng hắn cố nhịn lửa giận, đi tới một tinh cầu nguyên thủy tinh khác thôi. Thiên Dương Tôn giả thấy xa xa có một vòng xoáy không gian, lập tức bay tới, xuyên qua vòng xoáy không gian đi thẳng tới một tinh cầu nguyên thủy tinh khác qua gần nửa giờ sau kim giác cự thú cũng bay tới đây cảm ứng hình như đây chính là vị trí hắn biến mất kim giác cự thú thấy vòng xoáy không gian xa xa cho dù hắn tự bạo nhưng cánh cũng không thể hủy hoại được ta vẫn có thể cảm ứng được hiển nhiên hắn đi vào một tinh cầu nguyên thủy tinh khác ầm um, kim giác cự thú cũng xuyên qua vòng xoáy không gian đến một tinh cầu nguyên thủy tinh khác thiên dương tôn giả vào nguyên thủy tinh mới sau đó phi hành ước một đứa km rồi tạm thời dừng lại ẩn nấp con kim giác cự thú ghê tởm biết không thể đuổi kịp ta mà hắn cũng chẳng làm gì được ta hẳn bây giờ chắc không truy nữa rồi nhưng chỉ một lát sau cảm giác triệu hoán mãnh liệt quen thuộc lại chuyển tới cặp cánh đen phía sau cũng rung động khốn khiếp thiên dương tôn giả vô cùng phẫn nộ kim giác cự thú thiên dương tôn giả hậm hực nếu không phải bây giờ chính là thời điểm mấu chốt hắn không muốn bộc lộ hắn hoàn toàn có thể công khai chạy trốn thậm chí công khai gọi cường giả tộc cơ giới tới nhân cơ hội tiêu diệt luôn kim giác cự thú được lắm, ta chờ ngươi. Cho ngươi có biết ngươi và ta chênh lệch như thế nào? Thiên Dương Tôn giả hoàn toàn nổi giận, hắn lúc này đứng giữa vùng núi rừng mà lặng lẽ chờ đợi. La Phong cũng rất nghi hoặc, ủa, lại không trốn nữa, lạ thật, kệ, không trốn cũng là việc tốt, La Phong cũng rất tự tin, trừ phi là vũ trụ chi chủ tự mình giáng lâm, nếu không La Phong không sợ bất kỳ ai. Ầm. Kim giác cự thú nhanh chóng bay về phía đó, chỉ một lát sau, đã bay đến bầu trời khu rừng sau đó đáp thẳng xuống dưới bay về phía vị trí mà mình rõ ràng cảm ứng được cái cánh kia kim giác cự thú ghê tởm tộc cơ giới đầu chọc tám tay đứng trên tán cây đôi cánh đen khẽ vỗ lạnh giá nhìn la phong thiên dương tôn giả kim giác cự thú nhanh chóng bay qua ghê tởm thiên dương tôn giả gầm lên giận dữ đầy phẫn nộ bị đuổi lâu như vậy lừa giận vốn cố nén bây giờ hoàn toàn bộc phát ầm ầm chỉ thấy trong thiên địa đột nhiên có một quang mang màu đen kịt tỏa ra vốn kim giác cự thú đang phi hành cực nhanh nhất thời như xa vào vũng bùn tốc độ lập tức giảm mạnh là trí bảo loại khu vực kim giác là phong kinh hãi thiên dương tôn giả có trí bảo loại khu vực từ bao giờ vậy nguyên thủy tinh số 02881 khi kim giác cự thú đuổi theo thiên dương tôn giả chui vào vòng xoáy không gian thì chỉ một lát sau có một thân ảnh bao phủ trong hắc vụ lơ lửng giữa không trung ta không nhìn lầm thiên dương tôn giả chính là bay vào vòng xoáy không gian này thân ảnh trong hắc vụ âm thầm gật đầu lúc trước thiên dương tôn giả bị kim giác cự thú đuổi theo lúc đó phi hành tốc độ cao trên bầu trời nên hóa thành một luồng lưu quang tự nhiên rất bắt mắt vừa khéo lại bị tôn giả ngoại tộc trong hắc vụ âm thầm quan sát phạm na bảo chủ trong liên minh đang trao giải thưởng tin tức về thiên dương tôn giả không ngờ bị ta phát hiện trước hừ hừ hóa thân bên ngoài của hắn lập tức truyền tin tức cho phạm na bảo chủ phạm na bảo chủ chính là một siêu tồn tại của thứ hoàn liên minh có thể nói là một trong những vũ trụ bá chủ đỉnh cao đủ để sánh ngang với những nhân vật nghịch thiên mạnh nhất cỡ như thế giới thụ sở dĩ được xưng là bảo chủ là vì hắn có một món trí bảo pháo đài phi hành cao cấp khi ẩn mình trong đó ngay cả gặp phải vũ trụ chi chủ cũng nắm chắc có thể chạy trốn phải biết là thiên lang điện cũng vẻn vẹn chỉ là trí bảo cao cấp loại cung điện phi hành về chất thì cao hơn một chút mà thôi nhưng hiển nhiên cũng cùng cấp độ trí bảo một trí bảo bình thường phạm na bảo chủ ra tay quả nhiên hào phóng ta vẻn vẹn chỉ theo dõi thế mà cho ta chỗ tốt lớn tới như vậy thân ảnh hắc vụ cất tiếng cười âm trầm rồi bay thẳng vào vòng xoáy không gian đó hả thân ảnh hắc vụ xuyên qua vòng xoáy không gian xuất hiện giữa không trung liếc mắt đã thấy xa xa một vùng quang mang màu đen xen lẫn với vàng phủ kín cả trời đất tuy khoảng cách là mấy ngàn vạn km nhưng dù sao khu vực đó thật sự quá lớn hắn tự nhiên có thể từ xa vẫn có thể thấy rõ ràng điều này làm hắn chấn động vi năng tựa hồ rất khác thường hẳn phải là trí bảo loại khu vực thân ảnh hắc vụ cũng không dám đến gần sợ lọt vào trong ầm ầm đột nhiên phía chân trời xa xa dòng sông vàng trói mắt bốc lên mãnh liệt công kích vào hắc mang vô tận như hai hải dương liên tục công kích nhau hắc mang không ngừng bị bức bách lui về phía sau uy năng dòng sông vàng không thua nó chút nào hai khu vực không ngừng công kích nhau nhưng rõ ràng là vẫn ngang nhau lại là một trí bảo loại khu vực sao thân ảnh hắc vụ âm thầm khiếp sợ trong số vũ trụ bá chủ cũng rất ít người có trí bảo loại khu vực ở đấy lại có tới hai tựa hồ là hai vũ trụ bá chủ chiến đấu không biết thiên dương tôn giả có ở trong đó không trong khu rừng rậm rộng lớn cách vòng xoáy không gian ước một ức km kim giác cự thú và thiên dương tôn giả đang đứng đối diện nhau sóng hắc mang vô tận dòng sông vàng vô tận bao phủ cả khu rừng rậm lần lượt công kích nhau làm những nhánh cây hoa cỏ trong khu rừng bị gãy nát chỉ có những thân cây là vẫn đứng vững bạn đang xem thôn vệ tinh không được thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay. Truy cập kênh youtube chuyện hay để cập nhật những video mới nhất. Hừ! Thiên dương tôn giả càng thêm tức giận, quát. Kim giác cự thú ngươi chẳng lẽ thật sự muốn đánh tới ta Thiên dương tôn giả kỳ thật thật ra không hề muốn chiến đấu. Hắn phóng thích ra trí bảo loại khu vực chính là để làm kim giác cự thú tốc độ bay giảm mạnh, làm đối phương biết khó mà lui. Không ngờ kim giác cự thú lại cũng có trí bảo loại khu vực. Thiên dương tôn giả, người nên biết, trận này ngươi không chạy trốn được đâu kim giác cự thú đứng nhìn xa xa chạy trốn tại sao ta phải chạy trốn ngươi nghĩ rằng chút năng lực của ngươi mà có thể đánh được ta ta kỳ thật không muốn chiến đấu với ngươi tuyệt nhiên không phải vì sợ ngươi thuần túy là không muốn chiến đấu với ngươi căn bản chẳng có ý nghĩ gì do đó ta dùng trí bảo loại khu vực để ngươi biết khó mà lui vốn tưởng rằng vận khí ta xem như không tệ không ngờ ngươi cũng có một trí bảo loại khu vực thiên dương tôn giả cười lạnh xem ra gần hai vạn năm qua ngươi cũng có chút kỳ ngộ kim giác cự thú đứng nhìn xa xa thiên dương tôn giả lạnh lùng nói xem ra phải đánh một trận thật rồi đúng kim giác cự thú trầm giọng vậy đến đây đi tốc chiến tốc thắng thiên dương tôn giả cũng hoàn toàn nổi điên còn kim giác cự thú thật nghĩ rằng có thể đánh được hắn à hắn đã từng giao thủ với cả vũ trụ bá chủ đỉnh cao còn phải sợ ai đến đây đi kim giác cự thú gầm khẽ một tiếng toàn thân khải giáp hoàn toàn hóa đen năm sừng nhọn vây quanh một chiếc sừng dài nhất sắc bén chói mắt hư hư tám cánh tay của bá chủ tộc cơ giới thiên dương tôn giả cầm một thoi sáng màu đen lạnh lùng nhìn kim giác cựu thú ầm um, ầm um, hai người đồng thời động thân hai người lao thẳng về phía đối phương khu vực mênh mông quần cuộn cũng hùng mãnh công kích nhau liên tục trước khắc quang vô tận ngưng tụ thành những khối cự thạch còn phía trước dòng sông vàng vô tận lại hiện ra chín con dị thú liên miên xô nhau tiến lên ủa lên muốn áp chế đối phương. Kim giác cự thú ghê tởm, chẳng lẽ ngươi không hiểu, người căn bản không làm gì được ta sao, ta cũng không làm gì được ngươi, thật sự phải đuổi theo ta không, tên gia hỏa ngu xuẩn kia. Thiên dương tôn giả dùng thần lực truyền âm, tiếng ầm ầm vang vọng bên tai La Phong, đồng thời thoi sáng đen hóa thành hào quang vô cùng mỹ lệ. Bát! Thiên dương tôn giả quát lớn. Bát! Cương mặt thiên dương tôn giả có vẻ thánh khiết lúc này thoáng trở nên dữ tợn, toàn lực ứng phó với con kim giác cự thú muốn giao huấn hắn một lần giống một tiếng gầm như có như không như đang vang vọng bên tai rồi như vang lên trong đầu tiếng gầm đến từ thần thú viễn cổ đại biểu cho quy luật cuối cùng cũng làm thiên dương tôn giả hơi giật mình ngay sau đó con kim giác cự thú đã cúi đầu vào tới trên đầu chiếc sừng nhọn dài nhất như một thanh trường mâu trên đó lóe ra kim quang vô tận chói mắt kim quang sắc bén lạnh giá va vào đánh tan tám chiếc thoi sáng bành kim giác cự thú cúi đầu chìa ra sừng nhọn dài nhất cứ thế đâm vọt tới ầm ầm thiên dương tôn giả trong nháy mắt bị đánh bay ngẩn người lần này công kích gặp uy năng tuyệt đối và loại mạnh nhất từ trước tới nay hắn từng gặp cho dù thoát khỏi công kích của phạm na bảo chủ cũng không đáng sợ như lần này hắn không biết nói về thân thể kim giác cự thú mặc dù rất gần với bản tôn người địa cầu của la phong một bên là mười nghìn lần một bên là ước chín nghìn lần phương diện thần lực tinh thuần thì tranh lệch không đáng kể. Bí pháp công kích sử dụng đều là kim quang, bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ, nhưng cái khác nhau duy nhất là bản tôn người địa cầu dùng binh khí trí bảo cao cấp chẳng nguyệt đao. Còn kim giác cự thú lại dùng mũi nhọn độc giác mạnh nhất trong bộ trí bảo cao cấp thú thần giáp, giá trị sánh ngang với trí bảo đỉnh cao. Quy năng mạnh hơn nhiều. Thiên dương tôn giả bay ngược lại, hắn kinh ngạc phát hiện, thần thể trong nháy mắt đã tổn thất mất 22%. Sao có thể như vậy chứ? Không, không thể. Thiên dương tôn giả không dám tin. Lại là trí bảo khải giáp cao cấp. La Phong cũng thầm kinh ngạc, thần thể thiên dương tôn giả cũng không phải là quá lớn, cũng chỉ cao hơn 8 thước. Khi kim giác cự thú sử dụng bộ trí bảo cao cấp thú thần giáp để công kích, nếu trí bảo khải giáp bình thường thì chắc chắn sẽ chết. Còn vừa rồi La Phong có thể dễ dàng cảm giác được sự chống cự của trí bảo khải giáp. Theo đánh giá, từ mức bình thường có thể suy yếu tới một phần vạn, lúc này giảm xuống tới mức suy yếu một phần trăm thì đây tuyệt đối là một trí bảo khải giáp cao cấp. Nếu loại thần thể nhỏ như trọng trảm tôn giả, cho dù có trí bảo khải giáp cao cấp, với cú công kích đó của kim giác cự thú, một chiêu là tiêu diệt được rồi, nhưng thần thể thiên dương tôn giả to hơn nhiều. La Phong thầm nghĩ. Trí bảo khải giáp cao cấp. Kim giác cự thú gầm khẽ, xem ra ngươi mới chuẩn bị cho lần thông đạo nguyên thủy tinh mở ra này. Thiên Dương tôn giả vô cùng kinh sợ, khiếp sợ nhìn kim giác cự thú trước mắt, hắn không dám tin. Đích xác Tình báo trong vũ trụ truyền lưu nói rằng, hắn dùng trí bảo khải giáp bình thường, nhưng đó là tin cũ, lần này, hắn thật ra đã đổi trong tộc quần lấy một trí bảo khải giáp cao cấp, rồi tiến vào nguyên thủy tinh. Lần trước Kim Giác Cự Thú công kích kém, căn bản cảm giác không được sự khác biệt giữa trí bảo khải giáp bình thường và trí bảo khải giáp cao cấp. Lần này, Kim Giác Cự Thú lại rõ ràng cảm giác được. "Ngươi, ngươi sao có khả năng như vậy?" Thiên Dương Tôn giả kinh sợ nhìn Kim Giác Cự Thú. "Sao có thể như vậy?" Năm đó người rõ ràng yếu hơn ta rất nhiều, nhưng... Đừng hỏi tại sao, sắp chết rồi, không cần hỏi nhiều. Kim giác cự thú một lần nữa xông tới. Muốn giết ta. Thiên dương tôn giả phẫn nộ gầm lên lên. Nằm mơ. Chạy trốn. Thiên dương tôn giả khống chế làn sóng hắc mang vô tận ngăn cản kim giác cự thú. Hắn vỗ hai cánh, rồi cấp tốc phi hành chạy trốn. Còn kim giác cự thú bằng vào cửu hao hà xoay vòng chung quanh, đánh thẳng vào làn sóng hắc mang vô tận tiếp tục truy sát. Giống, hoa văn màu vàng kỳ bí phức tạp ngoài thân kim giác cự thú liên tục lưu chuyển, hóa bản thân như một binh khí, thi triển kim quang, nhất thời tốc độ tăng vọt, hóa thành một luồng ánh sáng bắn thẳng về phía Thiên Dương Tôn giả. Cái gì? Thiên Dương Tôn giả giật bắn người, vội đổi phương hướng, hắn sở trường nhất chính là linh hoạt biến hướng. Ta cũng sở trường. Kim giác cự thú vỗ hai cánh đuổi theo. Hai người một đuổi một chạy, họ không ngừng biến hướng cơ hồ một giây đồng hồ đã biến hướng tới mấy mươi lần kim giác cự thú kinh ngạc phát hiện ra năng lực biến hướng trong nháy mắt của mình vẫn không bằng thiên dương tôn giả đúng rồi đôi cánh đen đó và thí ngô vũ dực của ta có cùng nguồn gốc về ta tu luyện một ước tám ngàn vạn năm theo trường phái bí pháp đồ hình mặc dù có thể phá giải phương thức thi triển cửu hao hà rất nhanh nhưng thí ngô vũ dực lại rõ ràng phức tạp hơn nhiều đến nay ta vẫn không thể thi triển được hình thái thứ ba la phong hiểu nếu cặp cánh đen cũng có hình thái thứ ba thì có khả năng đối phương đang thi triển hình thái thứ ba chẳng trách đuổi mãi mà đuổi không kịp người đuổi không kịp đâu bỏ qua đi thiên dương tôn giả truyền âm nói trong lòng hắn cũng lo lắng vạn phần dù sao con kim giác cự thú đó hóa thành kim quang tốc độ gia tốc nhanh bất thường chỉ có nước không ngừng linh hoạt hắn đã cầu cứu tộc quần rồi nhưng cường giả tộc cơ giới muốn tới đây cũng cần một thời gian hơn nữa hắn đã từng giao thủ với kim giác cự thú cũng hiểu rõ hắn tuyệt đối có thực lực vũ trụ bá chủ đỉnh cao cho dù vũ trụ chi chủ tộc cơ giới tự mình giáng lâm ở khoảng cách xa nếu chỉ dựa vào khống chế thời không thì căn bản không thể đối phó với nhân vật bực này phải chính thức chiến đấu với nhau bỏ qua kim giác cự thú gầm khẽ một tiếng ta vốn không muốn sử dụng tuyệt chiêu mạnh nhất của ta nhưng ngươi thật rất có thể chạy trốn mất tuyệt chiêu mạnh nhất thiên dương tôn giả nghe truyền âm thần lực phía sau lập tức biến sắc chiêu kim quang đáng sợ đã không tưởng tượng nổi rồi chẳng lẽ đó vẫn còn không phải là tuyệt chiêu mạnh nhất kim giác cự thú rõ ràng năm đó kém hắn nhiều mới chưa đến hai vạn năm lại mạnh như vậy sao ầm ầm đôi mắt kim giác cự thú bình tĩnh vô cùng thần lực thiêu đốt mãnh liệt là một con kim giác cự thú dài trên 9 vạn km chiến đấu mãi đến giờ mà thần lực cũng chưa tiêu hao được một phần ức nhưng khi triển chiêu ngã vì vũ trụ thần lực đã mãnh liệt tràn ra thiên địa vô tận trong nháy mắt bị hoàn toàn bao phủ cách nơi chiến đấu một ước km có thân ảnh hắc vụ một mực yên lặng theo dõi cảnh này rồi vô cùng cẩn thận theo sau đột nhiên hắn nhìn chung quanh chỉ cảm thấy chung quanh một khoảng xám đục khí lưu hỗn độn vô tận tràn ngập chuyện gì thế trời ơi sao đen thui vậy nè thân ảnh hắc vụ sững sờ nhìn chung quanh vũ trụ nhỏ mênh mông cuồn cuộn đường kính chừng ba ước km khí lưu hỗn độn tràn ngập cả vũ trụ nhỏ lúc này mọi thứ đều là hỗn độn kim giác cự thú đứng giữa vũ trụ nhỏ thân thể cung ứng năng lượng vận chuyển cả vũ trụ nhỏ việc lạ lại còn có một tôn giả ngoại tộc là sát vụ tôn giả của thứ hoàn liên minh sở trường ảo thuật hắn tựa hồ vẫn còn đang nhìn chung quanh không ý thức được tình huống kim giác cự thú vừa thi triển thành công vũ trụ nhỏ lập tức cảm ứng được trong phạm vi vũ trụ nhỏ bao phủ có một tôn giả ngoại tộc nữa hiển nhiên hắn là một tên gia hỏa vô cùng xui xẻo bị chui vào đây kỳ thật la phong đã rất cố ý thu nhỏ vũ trụ nhỏ lại vũ trụ nhỏ hoàn toàn có thể đạt tới mức đường kính trăm ức km, cũng có thể thu nhỏ lại tới mức một ức km. Đường kính càng thu nhỏ lại, thì vũ trụ sẽ dày hơn, còn đường kính lớn, thì vũ trụ nhỏ sẽ mỏng hơn. Đương nhiên đây là khi La Phong bảo trì mức cung ứng thần lực cơ sở như nhau. Nếu thần lực cung ứng trở nên mạnh lên, tự nhiên có thể làm cho vỏ vũ trụ dày lên, uy năng cũng mạnh hơn một chút. Đường kính cỡ ba ức km, nhưng vẫn hút một ngoại tộc vào trong. Xem ra, lúc trước ta giao chiến với thiên dương tôn giả thì hắn hẳn đã thấy rồi la phong thầm nghĩ sát vụ tôn giả lúc trước đứng đằng xa quan sát hồi lâu cũng thấy kim giác cự thú và thiên dương tôn giả ai cũng dùng trí bảo khu vực tiến hành chiến đấu hơn nữa hắn cũng đã thấy còn kim giác cự thú truy sát thiên dương tôn giả hai người lần lượt chạy trốn vào vòng xoáy không gian tự nhiên cũng nhanh chóng đưa ra suy đoán vậy xem như ngươi xui xẻo ý nghĩ của la phong chỉ trong nháy mắt chưa tới một phần vạn giây sau đó kim giác cự thú nhằm thẳng về phía thiên dương tôn giả đây nơi này là đâu thiên dương tôn giả hoảng sợ nhìn khí lưu hỗn độn vô tận chung quanh là vũ trụ không đúng ta căn bản đang tại nguyên thủy tinh sao đột nhiên xa vào nơi này chẳng lẽ là một trí bảo loại khu vực hắn rõ ràng đã có một trí bảo loại khu vực rồi sao còn có thể sử dụng một trí bảo loại khu vực nữa ầm um. xa xa dòng sông vàng lao đến trước dòng sông vàng là chín con dị thú chen nhau vọt tới phía sau chín con dị thú là kim giác cự thú ngăn trở đôi mắt thiên dương tôn giả ánh lên vẻ điên cuồng hắc mang vô tận muốn bung ra ngăn cản bành 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 như một xe tải hạng nặng dễ dàng nghiền nát một chiếc xe đua thấp bé có cả bản nguyên vũ trụ của vũ trụ nhỏ phụ vào uy năng của dòng sông vàng trong nháy mắt tăng vọt lên một cấp độ còn trí bảo khu vực của thiên dương tôn giả thì dưới sự áp chế của bản nguyên vũ trụ trong vũ trụ nhỏ uy năng giáng xuống một cấp độ đến đây vốn trí bảo khu vực chênh lệch không đáng kể thì lúc này chênh lệch đã rất lớn. Bành, bành, bành. Như những khối băng vỡ vụn, hắc mang vô tận dễ dàng bị va vỡ, căn bản không thể bảo vệ thiên dương tôn giả. Cái gì? Thiên tràng tôn giả lộ ra vẻ khiếp sợ. Chạy trốn, thiên dương tôn giả quay đầu muốn chạy trốn. Nhưng dòng sông vàng vô tận sau khi va vỡ hắc mang lại lập tức vây lấy hắn. Quy năng cửu hao hà lúc này đã được đề cao một cấp độ, cho dù thiên dương tôn giả thì khi xa vào đó cũng có cảm giác phi hành cực kỳ khó khăn vẻn vẹn một chút kim giác cự thú đã đuổi sát tới ngay trước mặt thiên dương tôn giả kim giác cự thú thiên dương tôn giả gầm lên vung thoi sáng trên tám cánh tay vô dụng kim giác cự thú gầm khẽ kim sắc quang mang một lần nữa lóe lên dưới kim sắc quang mang sắc bén và lạnh giá tám con thoi nhìn như mỹ lệ lại trở nên vô cùng yếu ớt bị ném văng đi thân thể thiên dương tôn giả dưới cái sừng nhọn dài ngoãng có vẻ vô cùng yếu ớt một cú công kích làm cả không gian rung lên Thiên Dương Tôn giả trong ánh mắt đã hoàn toàn bị hủy diệt thần thể, không cam lòng vô thanh vô tức biến mất. Đáng tiếc, một khi đã thi triển tuyệt chiêu cực đỉnh vũ trụ chi chủ, không thể giảm xuống uy năng một cách chính xác, nếu có thể khống chế chính xác một chút, e rằng có thể vừa vặn đánh cho Thiên Dương Tôn giả chìm vào hôn mê. La Phong thầm nghĩ, càng là cường giả thì muốn đánh chìm vào hôn mê càng khó. Như bất hủ cấp phong vương, bình thường thần thể tổn thất tới mức còn lại 10% là chìm vào hôn mê nhưng vũ trụ bá chủ lại có ý chí vô cùng nghịch thiên. Cho dù thần thể còn lại 5%, 3%, thì họ vẫn có thể bảo trì trong thanh tình, nháy mắt làm thần thể tự bạo. E rằng, phải đánh tới khi thần thể còn lại 1% mới có thể làm một vũ trụ bá chủ hôn mê. Xong việc này quá khó khăn. Chiến đấu sinh tử, thì triển tuyệt chiêu liều mạng chiến đấu, căn bản không nắm chắc có thể đánh cho đối phương đảo vừa vặn chỉ còn lại 1% thần thể. Hơn nữa, nếu thật sự ý chí mạnh mẽ, như những vũ trụ chi chủ, cho dù chỉ còn một phần trăm, e rằng vẫn có thể bảo trì thanh tình, thà tự bạo chứ không muốn bị vĩnh cửu nô dịch. Do đó, càng là siêu tồn tại, lại càng khó nô dịch, trừ phi là nô dịch họ thời kỳ người mạnh kẻ yếu, đợi đến khi cường già trưởng thành, tự nhiên sẽ có một nô lệ cường đại. Âm, um, chúng phải cú anh kích, những vật phẩm như chiến khải đen, cánh bạc, binh khí, nhận thế giới của thiên dương tôn giả đều văng ra bốn phía. Toàn bộ tới đây, kim giác cự thú động tâm ý dưới sự khống chế của vũ trụ nhỏ tất cả những vật phẩm của thiên dương tôn giả sau khi chết lưu lại đã nhanh chóng bị khống chế tới trước mặt rồi thần lực la phong quán nhân lần lượt các vật phẩm nhanh chóng được nhận chủ cũng giúp la phong hiểu được thiên dương tôn giả đó thật sự không có thiên phú phân thân thu la phong thu mọi thứ vào không gian giới chỉ lập tức quay đầu nhìn về phía xa xa cách nơi này ước một ước km có một thân ảnh hắc vụ đang cảnh giác nhìn bốn phía chết đi la phong thầm nhủ ầm ầm hàng loạt khí lưu hỗn độn điên cuồng tràn về phía thân ảnh hắc vụ khí lưu hỗn độn như chia làm hai bộ phận một bộ phận vận chuyển theo chiều kim đồng hồ một bộ phận vận chuyển ngược chiều kim đồng hồ như một cái cối say khổng lồ ở giữa chính là thân ảnh hắc vụ cối say vũ trụ nghiền nát la phong lạnh lùng hô vũ trụ nhỏ chính là bí pháp thiên phú tối cường so với kim quang do mình sáng chế thì mạnh hơn một bậc vũ trụ nhỏ cũng có nhiều thủ đoạn tỉ như bản nguyên vũ trụ áp chế cối say vũ trụ nghiền nát cũng thể là loại thủ đoạn mạnh nhất vũ trụ nổ tung còn thủ đoạn bình thường thì uy năng cũng không mạnh gì lắm tỉ như cối say vũ trụ nghiền nát cũng không thể giết chết được thiên dương tôn giả nhưng đối với một vũ trụ tôn giả cao cấp không hề có trí bảo khai giáp bình thường cho dù cửu hao hà được đề cao một cấp độ cũng đã có thể ép chết hắn chứ đừng nói tới vũ trụ nhỏ sát vụ tôn giả cảnh giác nhìn chung quanh rồi đột nhiên cảm thấy thiên địa nghịch chuyển hai khí lưu hỗn độn khổng lồ vây quanh hắn như một cái thớt vận chuyển nghịch hướng điên cuồng nghiền nát hắn ra. A, à, 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 sát vụ tôn giả đau đớn gầm lên, khi bị nghiền nát, thân thể hắn cũng điên cuồng hao tổn, 90%, 70%, 50%, tốc độ tiêu hao nhanh dọa người. Thả ta ra, ta không có địch ý mà, sát vụ tôn giả hoảng sợ vội hô, thả ta đi. Nhưng thế giới hỗn độn vô tận vẫn căn bản không đình chỉ, điều này làm sát vụ tôn giả hơi tuyệt vọng, cũng thầm hận, không ngờ nghe theo lời phân phó của Phạm Na Bảo chủ tới đây lại gặp phải kết quả như vậy. À, sát phụ tôn giả nổi giận gầm lên một tiếng. Đáng hận. Khi thân thể còn lại ba mươi thì sát vụ tôn giả gầm lên một tiếng không cam lòng, rồi lựa chọn tự bạo. ầm ầm. Sóng xung kích tràn ngập tràn ra bốn phía. Sát phụ tôn giả đã ngã xuống. Chẳng có lấy một món chí bảo, còn dãy ruộng làm gì? ầm ầm. Vũ trụ nhỏ nhanh chóng thu liễm biến mất. Trong thiên địa hoàn toàn khôi phục yên ả, chỉ có con kim giác cự thú lơ lửng giữa không trung tất cả bảo vật sau khi thiên dương tôn giả sát vụ tôn giả chết để lại đều đã được thu không ngờ chỉ trong chốc lát như vậy mà đã tổn thất thần thể gần 10%, phần trăm kim giác la phong thầm nghĩ vũ trụ nhỏ mở ra vọt tới trước mặt thiên dương tôn giả mất gần một giây giết thiên dương tôn giả đoạt bảo không tới hai giây dùng cối say vũ trụ ép chết sát vụ tôn giả lại mất gần 3 giây thu bảo vật mất cũng gần một giây trước sau vừa vặn gần 9 giây đi kim giác cự thú hai cánh giang ra nhanh chóng xé gió rời đi la phong bỏ ra gần một ngày mới ly khai nguyên thủy tinh ra ngoại giới sau đó đã về tới trong thần quốc của mình bên trong thần quốc của la phong thần quốc mênh mông cuồn cuộn đang dần dần không ngừng mở rộng kiêu hải vô tận cũng liên tục mở rộng ra theo gần hai vạn năm u hải vô tận của ta thật ra đã lớn lên không ít la phong mặc tướng giáp nhìn xuống phía dưới mỉm cười chí bảo la phong vung tay lên nhất thời giữa không trung hiện lên những món chí bảo hàng loạt trí bảo lơ lửng giữa không trung đều là những thứ mà gần một năm qua hắn thu được trên nguyên thủy tinh chỉ là tuyệt đại đa số đều là trí bảo bình thường số lượng trí bảo cao cấp cực nhỏ thật ra thu hoạch khi đánh chết thiên dương tôn giả rất khá ngoại trừ cái mình cần nhất là trí bảo vũ dực những thứ khác bao gồm một bộ đồ trí bảo bình thường bát toa một trí bảo khải giáp cao cấp đối với ta thì quan trọng nhất là món trí bảo vũ dực là phong mặc tướng giáp lầm bầm tay cầm lấy trí bảo vũ dực vốn tưởng rằng trí bảo vũ dực là cánh đen nhưng sau khi thiên dương tôn giả chết trí bảo vũ rực khôi phục lại màu sắc bình thường thì cũng là màu bạc y như màu chính thức của thí ngô vũ rực trí bảo vũ dực mà la phong đang cầm khẽ rung lên như muốn rời tay bay ra giống xa xa kim giác cự thú giữa không trung cũng bay tới đồng thời đôi cánh bạc mỹ lệ thoát ly khỏi kim giác cự thú đi đi la phong thả lòng tay ra nhất thời trí bảo vũ rực bay vù ra ngoài tới gần thí ngô vũ rực đang bay tới khi hai đôi cánh bạc mỹ lệ vừa chạm nhau nhất thời vang lên những tiếng lách cách những lông vũ sắc bén như dao trên chiếc cánh nhanh chóng bắn ra những sợi dây trên hai cánh nhanh chóng lóe ra những luồng ngân quang hai trí bảo vũ rực không ngừng kết hợp với nhau bắt đầu phát sinh biến hóa về chất từng đợt uy áp liên tục phát ra lúc này uy áp phát ra mới là uy áp chính thức kết hợp lần này mới lộ ra những thứ thần bí trong trí bảo không hề che giấu tốt uy áp mạnh thật là phong mặc tướng giáp đứng giữa không trung, hơi kinh ngạc, nhất thời trong lòng cũng càng kích động chờ mong hơn. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Linh tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả, đừng quên ấn like và đăng ký kênh truyện hay để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.